Kính bạch đại đức cho con hỏi sự nguy hại của ái dục tham ái tình yêu, vì hiện tại con biết mình đang dính mắc, con cảm ơn sư. Cái sự nguy hiểm ở đây á, đó là nhẹ thì tiếp tục đi luân hồi, còn nặng hơn một tí là đi địa ngục. Nhẹ là làm sao? Nhẹ là mình gặp một cái cô nào đó, hoặc là một cái anh nào đó mà mình thương họ đó, thì sau đó hai người kết hôn, rồi thì sống cũng là biết làm phước, rồi có biết kính trên nhường dưới, rồi biết làm tròn bổn phận trong gia đình. Rồi sau đó thì cứ thế mà cũng đi chùa, cũng học đạo, rồi già rồi chết. Thì cái đó gọi là nhẹ. Thì cái nhẹ đó là nó đưa mình đi tiếp tục luân hồi. Còn cái nặng là sao? Là yêu đương, giận hờn, rồi sống chung, sống thử, rồi chia tay, rồi các thứ, rồi đủ thứ trên trời dưới đất hết. Thì cái đó gọi là nặng. Và cái đó thì mình gieo nhân để đi trong các cái cảnh khổ. Mà Đức Thế Tôn á, Ngài nói như thế này: cái người á, một vị Bà La Môn á, mà vị đó còn ưa thích cái quan hệ nam nữ, thì vị đó không có thoát khỏi địa ngục và không thoát khỏi khổ đau. Cái này trong Thanh Tịnh Đạo. Vị Bà La Môn ý thức được sự nguy hiểm của quan hệ nam nữ, vì đó không còn quan hệ nam nữ nữa, mà vì đó còn ưa thích sự xúc chạm của người khác giới, thì vì đó vẫn không thoát khỏi địa ngục và không thoát khỏi khổ đau. Cái vị Bà La Môn ý thức được sự nguy hiểm của việc xúc chạm đối với người khác giới, vị ấy không xúc chạm với người khác giới nữa, mà vì đó còn ưa thích sự nói chuyện với người khác giới, thì vì đó vẫn chưa thoát khỏi địa ngục, chưa thoát khỏi sự khổ đau. Vị Bà La Môn ý thức được sự nguy hại của việc nói chuyện với người khác giới, vì đó không nói chuyện với người khác giới nữa, mà vì đó còn ưa thích sự nhìn ngó người khác giới. Thì chính điều đó, vị Bà La Môn đó vẫn chưa thoát khỏi địa ngục và chưa thoát khỏi khổ đau. Vị Bà La Môn ý thức được sự nguy hại của việc nhìn ngó người khác giới, vì đó không nhìn ngó người khác giới nữa, mà vì đó còn nghĩ về người khác giới, thì vì đó vẫn không tránh khỏi địa ngục và không tránh khỏi khổ đau. Chỉ những ai không còn nghĩ về người khác giới nữa, tức là diệt trừ luôn, thì vì đó mới đi đến được sự an lạc. Rồi, quý vị gửi câu hỏi thì vui lòng mà gửi vào cái liên kết vấn đáp ở trong phần bio của sư ha, hoặc là trong phần mô tả video.